Welcome to the channel Hello Day 2020, and I hope everyone will sleep at the night today and Mondays. OCSC, ok. Xin chào tất cả bạn đã trở lại với kênh của mình thì hôm nay cũng là một cái ngày mà gọi là cái video đặc biệt của mình nữa. Biết sao? Mọi người thấy mình đang ở đâu không? Where are me today? I am have a vacation in the mountain in rear country, okay? Yeah. Thì mình nói là mình hôm nay mình có một cái chuyến đi mà gọi là chuyến đi mà vượt á, không phải chuyến vượt bình thường mà nghĩ cảm giác như vậy, giống như á là trở lại cái hồi mà mình có tuổi trở lại hồi quá khứ. Yeah. I think where we arrived in the time at time. Yeah. When this all when I was changed from thì nói là mình như là mình muốn là khi mình nhớ lại cái chuyến đi mà hồi nhỏ của mình nên thấy mọi người như mọi người cũng đọc cái quân cảnh của mình đó, thì mọi người thấy thì mình đang có một cái chuyến đi mà gọi là chuyến đi vừa, mọi người có thấy không, nó bật hay nè, nó dài cỡ này không, tính ra lúc nãy là mình cũng đi hết khoảng, nếu mà tính đi một từ chân núi từ hẹp in the mountain in trên á, đi mà từ dưới lên trên á khoảng mất cũng hơn 1-2 km á, tại vì sao mỗi bậc thang mỗi cái bậc mà mỗi cái ẹp lua là underway á thì nó cảm giác nó mệt quá lắm rồi đó rồi. Thì mới nãy mình đi cũng được 2 cây rồi thì cũng nói chung thì làm sao mình là một cái đường đi lên thì có thể sắp nói chung ha, thì gần đây dạo này mệt lắm, thở dài mệt quá, cái cảm giác lên núi nóng lạnh nó rất là mệt, đúng không? Tại vì lâu lắm không có hoạt động mà như mỗi ngày như thế thôi, đúng là cái cảm giác mệt là không nói được, thở luôn, thở mệt cũng chết luôn. Lúc nãy là mình có được nằm đây chốt mới sao? Mệt lắm, mệt rồi đến nỗi cái tim mình nó bị đập cặp mạnh lắm đó, cái cảm giác cái này núi mà mọi người thấy ai đã từng lên núi thì có hiện được cái cảm giác lên núi nào, nếu mà ai mà khỏe thì có thể là nó hay đỡ hơn chút, nhưng mà do tình hình đại gì á sức khỏe mà như là giật mà cho nên thời tiết nè, thời tiết nó cũng không thời tiết thì cũng có ít mát như vậy, ít gió này ha, tại vì bữa trưa mà mình gia đình mình với mình đi lên núi đây vào buổi sáng đó, buổi sáng đến chắc đến đây cũng tầm khoảng trưa đó. Ở bên kia là có cáp treo, như này đó cũng là một cáp treo, nhưng mà cáp treo này là linh tinh út trên lên 2 gạch là đỉnh đó. Ok, sao vẫn mới tiến xuống núi anh em? Oh. Nói chung là mệt, rất là mệt. Ừ. Cái cảm giác mà leo lên coi. Leo lên rồi leo xuống nha. Ừ. Leo làm gì để gọn phải xuống. Khổ quá. Cái chân nó rã rồi hết rồi. Ê! Là gì mà chạy gì đi bố xuống hè. Hả? Bắt anh đi kiếm luôn. Chạy ta. Ê đi có thầy. Rồi lụm đi. Mệt muốn chết luôn. Đó vô, càng xuống càng lẹ hơn ha. Đây. Càng xuống tốc độ càng nhanh ghê. Còn đâu à? Ê cái thằng chính hữu kia làm gì đây?
Diễn kịch bắt đầu. Ê, cái sự gì xảy ra gì mày? Có cái áo ướt sao không? Mình lại cái gì? Lại. Nhám là nhám cài mấy cái à? Nhìn lên, anh em nhìn lên, ra ra bánh xe chờ anh. Cũng mở xuống xuống tiền chờ anh. Tào lao à. Lên bà để đúng tàu. Nhớ giống chào. Ai ai will be way in the fall. Mấy nhìn thấy mình rồi. Kệ anh đã nói đi. Kệ anh đã nói. Ừ. 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 Nhắn mua gì? Thấy chưa? Mua hết rồi. Ngay. Đi cảm giác mà đi bộ. Hỏi lắm, ôi. Hát nước quá đẹp luôn. Ủa. Dạ. Wow. Ừ, nó mát mát nha. Trời ơi, nó không sương mát. Đổ đồ ra, để xuống. Hay quá, đổ đồ. Ừ, rồi, giống giống như... Đó. Rồi, rồi, rồi. Uống gì. Hay giống. Má không mua không bảo. Ừ. Bé em ơi. Đây kìa đứng đó ngu. Đi anh em ơi. Ở bè. Rồi nó đi xe để đâu? Chưa thấy xe em. Đâu hay ngu. Mình và gia đình mình đã xuống núi không? Bây giờ chúng đang chuẩn bị repair go home. Repair go home là chuẩn bị về nhà biết không? Đây, giới thiệu đây là hai hàng mà thường hay ăn chực với lại quýnh lộn. Đây, hai hàng hay diễn kịch nè, vui lắm. Đây, đi, chỗ lại. Chỗ lại đi. Mày ngu hả? Ta lợi dụng nó đang đeo quá. Ê hút. Đó là cái vụ chứ ướt áo hồi nãy. Diễn kịch đi lẹ. Ê hút, cái chiều này mày dạy một chai miếng bùa
dài. Ha. Ê, chứ dép đi đâu? À, quên cái dép đi đâu. Mang gì đá quá, lên chưa đứt gì xuống đứt rồi. Đúng rồi, lên chưa đứt, chưa giờ đứt rồi. Đó, thấy rõ tác hại của việc mà chạy đi xuống không? Trời ơi, đá ta uống nhiên đem đi chôn, chôn dưới đất ăn hả? Đây, tính ăn đá hay gì? Kìa, đá mà, đá là uống nước nhiên đem đi chôn dưới đất hả? Rất dại. Kìa, diễn dịch. Gõ đạo rồi. Ê, nó gõ đạo mày kìa. Mày. Rồi. Ê, không trái hù rồi hả? Rồi, điện thoại đó luôn. Ôi má mày bị mà chảy màu đúng không? Không bị chảy màu hả? Nè. Nè rồi. Ừ. Má tao tẩy mà sao mày giống như kia. Chết đục. Chơi két chỗ đâu ta? Trời ơi. Cái dạy. Ê. Mày mà thấy mình không? Ừ, thấy vậy nè. Ông mày. Ừ. Bây giờ mình có thể cao tới núi. Cao tới đỉnh núi. Núi cao gì mà cao thấy mờ. Ừ, cao hơn đỉnh núi. Mình có chiều cao cao hơn đỉnh núi. Chiều cao của mày cao hơn đỉnh núi quá. Mày nghĩ núi cao nhiêu? 8.000 mét đó. 8.000 mét mày leo lên nổi một giây cho một người. Rồi. Được. Leo lên nổi bài vàng, leo vào niềm tin với mày. Đừng cười lực đâu. Đó, cái đó đủ lên kìa. Đâu? Trong á. Trong mà người ta để la trong cái nhà nhỏ, thấy không? Cái gì mà giống cái lợn cổ á. Cái đó đủ đi luôn. Có gì chịu đi được. Lắm. Để chịu đi lên được. Buồn lắm em ơi. Bất cả anh em con chân bền lâu. nhà em có cái bình thờ hoa quả đầy đủ chỉ chờ anh lên con này. Mày dắt tao đi lấy xe à? Không làm cặp cắt mà ăn hả? Không làm cặp cát mà ăn hả? Tao nghèo quá tao ăn cát đỡ thôi mà. Tiền cái nó ăn cái kìa. Diễn trực tiếp trực ngoài. Ê, đang thi tiền có báo gì mày đào chứ mày? Đào tao ăn cát không mày? Kìa, nó nói nữa kìa. Mày có ngáo không? Chào, tao mày giúp lào. Ê, mày có tên là cái chiếc dép mày mới mua nước nữa không? Ê, Phiên mới nãy nó đi xuống nó giật cái phẹt rồi nó đứt nguyên hẳn luôn. Như làm cho đường này đâu không có ra đâu được hay không đủ vậy lao.